chào mọi người nha. Hôm nay video tiếp theo em chia sẻ cho cả nhà cái cổ sơ mi nha. Cái rập cải tiến để mình may cổ sơ mi thì đây là em cầm đang là cái phần lá này. Đó, đây là cái phần lá. Còn đây là cái phần chân nha cả nhà. Trong cái phần chân thì nó có ba lá nha cả nhà. Đó, trong cái phần chân thì nó có cái ba lá. Thì một bộ của nó là có một bộ rập của nó là có phần chân cổ và lá cổ là có hai cái rập này. Đó. Còn đây là nếu như mà mình chạy cái rập cải tiến thì mình cần cái chân vịt bánh xe này nha cả nhà. Chân vịt bánh xe này là mình một bộ nha cả nhà. Lắp cái này thì rất là đơn giản, chỉ có vặn ốc ra và mình vặn vào y như là cái mặt nguyệt cũ là được. Rất là dễ. Thì một bộ này là mình phải kết hợp với cả chân vịt thì mình mới chạy được nha. Mình cần cái chân vịt thì mình mới chạy được nha. Thì bây giờ bắt đầu may cái rập cải tiến thì các chị sẽ bẻ cái mà lật cái bên trong ra cho em. Cái bên trong này thì có những cái đường để nó ma sát á, để cho nó dính cái vải á. Đó, rồi các chị sẽ để cái vải lên thì nó sẽ không bị chạy nhá. Các chị sẽ để vải lên thì chỗ nào thì nó sẽ dính vào chỗ đấy luôn. Đó, thì các chị sẽ ụp mặt keo xuống cho em hai bên. Để cái cổ này thì em làm màu xanh và màu đỏ để cho các chị dễ phân biệt trái phải này. Đó, thì giờ các chị sẽ ụp cái mặt keo xuống. Bên màu xanh các chị cũng ụp cái mặt keo xuống y như cái bên màu đỏ nhá. Đấy, rất là dễ nha các chị. Ụp cái mặt keo xuống y như bên màu đỏ. Rồi sau khi mình đã dán hai cái phần này cổ, cái lá cổ lên trên rồi thì mình sẽ gập lại cái cổ và mình may thôi. Rất là nhanh đúng không? Cái rập này thì bên em có bán nha các chị. Nếu như mà các chị có nhu cầu thì liên hệ với em qua Zalo nha. Thì em sẽ ship hàng tận nơi và làm theo yêu cầu các chị là cái cổ của các chị sẽ hình thù như thế nào. Thì bên em sẽ thiết kế y như ý của các chị cần nha. Đó, bây giờ mình sập vô rồi thì bây giờ mình cứ để lên cái chân vịt để mình chạy thôi. Mình chạy lọt cái khe này là được nha các chị. Cái rập này mà các chị làm quen á, các chị may số lượng hàng nhiều ra hàng rất là nhanh nha. Mà nó định hình cho mình nhá. Nó định hình cho mình thì mình may mình không có cần phải căn chân vịt hoặc gì ấy. Mình cứ chạy ầm nữa là xong. Ra hàng rất là nhanh. Đó, các chị cứ may lọt khe cho em thôi là được. Đấy, cứ may lọt khe. Đó, may lọt khe. Vậy là mình đã xong cái lá rồi nha. Mình may như vậy xong cái lá thì mình bẻ ra, mình lộn ra rồi mình nhiễu. Mình nhiễu một chân vịt. Đấy, cho vào rập cải tiến may rất là nhanh đúng không cả nhà, mà đều nữa. Đó, mà đều nữa. Bây giờ em sẽ mí nha, mí và may nốt cái phần chân cho cả nhà xem nha. Cổ sơ mi này rất là dễ may nha cả nhà, nhưng mà nó có một cái phần là phần đầu cổ á. Phần đầu cổ thì mình may làm sao để cho nó cân nhau. Thì như vậy cho nên là mình mới cần cái rập cải tiến này để làm gì? Cái rập cải tiến này để nó định hình cho mình. Nó định hình cho mình lên cái phần lá cổ với lại cái chân cổ để cho nó chính xác hơn. Nó không có bị lệch. Mình may nó dễ hơn, mình không có phải căn. Nhiều khi mà may cổ sơ mi này mình phải căn nó, mình phải lấy dấu giữa này. Rồi mình phải lấy dấu hai đầu cổ nó rất là lâu. Còn cái này mình cứ dán phẹt phẹt lên là mình cho vô mình may là được thôi. Đó, cái chân cổ sơ mi thì một bên thì các chị sẽ gập cho em một chân vịt nha. Một chân vịt và may trước một cái đường ở bên trong chân cổ này. Sau đó thì mình mới dán lên rập nha các chị. Sau khi mình may xong rồi, bây giờ mình bẻ cái lá cái chân cổ ra để mình dán những cái phần chân cổ vào và may một lần đấy là xong nha. Cái phần màu xanh thì mình cho vào bên trên nha các chị. Đó, cho vào bên trên, mình sẽ dán vào bên trên. Là cái phần màu xanh chân cổ này là nó nằm ở bên bên ngoài đó. Còn cái phần mà mình may cái chân cổ màu đỏ là cái phần chân cổ để nó nằm ở bên trái, bên trong nha cả nhà. Đó, sau đây là mình dán cái phần chân đỏ vô. Thì cái phần chân đỏ này mình đã may vô một chân vịt rồi. Thì bây giờ mình sẽ dán xuống phần dưới màu vàng nha. Cái kia thì mình sẽ dán lên cái phần của cái đường đen. Còn cái này nó có sẵn một cái đường màu vàng. Mình cứ dán theo cái đường màu vàng là được nha các chị. Đó, mình đặn theo cái đường màu vàng. Đấy là cái cổ của mình sắp sửa hoàn thiện nha các chị. Cái rập cải tiến này may rất là dễ nha các chị, dễ lắm luôn. Ai không biết may cũng vẫn may được nha. Đó, mình dán lên cái đường màu vàng.
Đó, sau đó thì mình sập cái miếng sập thêm một cái miếng lá bên trong xuống, rồi mình sẽ dán cái phần lá cổ lên. Thì cái lá cổ này mình cũng đi theo cái đường màu vàng như cả nhà. Đó, cái bên xanh thì vô cái bên xanh, cái bên đỏ thì vô bên đỏ nha. À, các chị dán cái phần cổ này lên. À, cái bên xanh là cái bên nằm phần trong kẹp bên cổ đó. Còn cái phần đỏ là cái phần nằm ở bên trái. À, các chị sẽ đặt lên và dán lên. Các chị sẽ đặt theo cái khung cổ là xong, mà may là một đường nữa là xong thôi. Các chị cứ đặt theo cái khung đó. Rất là dễ nha các chị. Mình may như thế này, hai cái đầu cổ nó rất là cân nhau nha, rất là đẹp nha. Rồi mình ụp cái phần kia lên. Mình kẹp hết ba lá vào với nhau và mình may một đường là xong. Đó, rất là gọn đúng không? Đó, sau đây các anh chị chỉ cần cho vào máy và các chị sẽ chạy cho em một đường thôi là xong. Là xong cái cổ sơ mi nha. Cái may cái đập cổ này thì nếu mà các chị mà có cái máy điện tử á, cắt chỉ tự động á, thì các chị may á, các chị căn cái độ lại mũi và cái độ bao nhiêu mũi để cho nó tới đấy nó lại mũi luôn, rất là dễ nha. Còn cái máy này của em là cái máy không có phải là máy điện tử cho nên mình phải căn theo tay. Đó, may một đường là xong nha. Bây giờ lật cái cổ ra và lấy cái cổ ra là xong luôn nha. Đấy, cái cổ của mình nó nằm vị trí như vậy. Giờ mình lôi cái cổ ra là xong này. Rất là nhanh nha các chị. Rất là nhanh, đều nhanh. Đó, bây giờ các chị bẻ ra. Bẻ ra thì các chị thấy hai cái đầu cổ rất là đều nha. Đó, lột cái đấy ra. Hai cái đầu cổ của mình nó rất là đều. Nhiều khi mà mình may cổ sơ mi mà mình căn bằng tay á, hai cái đầu cổ của mình còn bị xó le ngắn dài á. Đấy là còn chia cái dấu giữa đó. Còn cái vô cái đập này nó có cái độ ma sát, nó dính cổ vô, nó định hình cho mình rồi. Xong mình cho lên, mình kẹp và mình may rồi là nó không có chạy đi đâu được hết, nó chỉ có nằm ở giữa thôi. Đó. Anh chị thấy hai cái đầu cổ nó bằng nhau chưa? Thấy, chập hai cái đầu cổ lên đo bằng bằng nhau. Đó, rất là bằng, bằng mà đều. May nhanh, ra hàng nhanh nữa. Đấy, rất là đều và đẹp nha. Đấy, thì đập cải tiến đây là cái chân cổ nha. Đó, chân cổ và lá cổ trong một bộ là có một cái chân cổ và một cái lá cổ. Đó. À, các chị đi kèm thêm một bộ chân vịt nữa là các chị có thể may cổ sơ mi và trên cái bộ đập cải tiến này rồi. Đấy, thì nếu mà có ai mà cần mua thì nhắn tin qua Zalo cho em nha. À, số điện thoại em có để ở phần mô tả nha các chị. Qua Zalo các chị nhắn tin cho em nha. Đừng có gọi điện, nhắn tin cho em để em sẽ trả lời. Còn nếu mà các chị mà có mà gọi điện á, nhiều khi em bận em không nghe được thì các chị thông cảm nha. Đấy, đây là cái bộ chân vịt nha. Bây giờ em sẽ tháo cái bộ chân vịt này ra thì để cho các chị hiểu rõ hơn là lắp vô như thế nào, thì mình lắp vô như thế nào thì mình gỡ ra như vậy. Cái chân vịt này thì đơn giản thôi, đó. Đấy, chân vịt bánh xe này. Đó, khi mà mình lắp vào, mình lắp vô thì mình lắp bình thường. Cái mặt nguyệt này nó khác cái mặt nguyệt kia nha cả nhà. Cái phần rãnh đấy nó sẽ bươn lớn hơn và nó có một cái phần chỗ mua lỗ kim á. Nó đi xuống là nó khác cái phần nha này. Như cái phần mặt nguyệt bình thường á, thì cái rãnh nó nhỏ, cái đấy thì nó rãnh nó bự hơn. Và cái phần răng cưa của nó ở bên dưới á, thì là cái đế ở trên là bằng cao su, cho nên là cái nó mới đi theo trên cái bộ đập được nha. Đó, vặn thì vặn hai cái ốc vào ra rồi lắp vào bình thường thôi. Bây giờ em lắp rồi em sẽ gỡ ra cho cả nhà xem nhé. Đấy, lật lên. Đấy, mặt nguyệt cái này, mặt nguyệt khác mặt nguyệt kia đấy, các chị anh chị so sánh nhé. Vậy cho nên là mình may đập cải tiến á, mình cần có một cái bộ như vậy thì mình mới may được nhá. Rồi bây giờ mình gỡ cái răng cưa này. Gỡ cái răng cưa thì các chị cũng vặn cho em hai cái ốc con ốc ở chỗ đây ra rồi vặn răng cưa ra thôi. Thấy rất là dễ nha. Đó, đây là cái răng cưa. Đó, khi mà các chị lắp vào thì các chị cứ đặt lên hai cái lỗ bên trong và các chị sẽ vặn ốc và siết cái mặt nguyệt trên là xong. Vặn chân vịt vào là xong thôi. Rất là dễ đúng không ạ? Đấy, đây là một bộ nha các chị. Đó, một bộ là có ba cái mặt nguyệt, chân vịt và răng cưa. Đó,
Thì video tới đây cũng đã gần hết rồi, thì anh chị yêu quý kênh của em thì cho em xin một like, một chia sẻ nhá. Ủng hộ kênh của em nha anh chị. Nếu mà có cái gì mới, có cái gì lạ thì em sẽ chia sẻ lên cho anh chị biết về cái ngành may mặc, để cho các chị có thể xem video và mình sẽ hiểu hơn và mình may được nhanh hơn nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nha.